Sáng sớm đặt thứ này lên bàn thờ thần tài, cứ mở hàng là tiền bạc cũng như là khách hàng ùn ùn kéo đến, chắc chắn là thật. Vâng, Diễm Quỳnh xin được mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng biết thần tài là vị thần cai quản tài lộc và may mắn trong dân gian. Đặc biệt là đối với các hộ gia đình kinh doanh, buôn bán thì việc thờ cúng thần tài lại được thực hiện rất thường xuyên. Hầu như buổi sáng nào cũng có nghi lễ thờ cúng thần tài để có một ngày được buôn may, bán đắt, tiền bạc tài lộc, dồi dào, ùn ùn kéo tới. Vậy quý vị đã biết rằng về mẹo đặt tỏi trên bàn thờ thần tài vào buổi sáng để chiêu hút tài lộc hay chưa? Hãy cùng với Phong thủy Gia Cát chúng ta đi tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay nhé! Mẹo đặt tỏi lên bàn thờ buổi sáng giúp chiêu dụ tài lộc. Bàn thờ thần tài ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các gia đình, cửa hàng và công ty. Bàn thờ thần tài, ông địa thường ở một góc nhà dưới đất trước cửa ra vào để nghênh đón tài lộc. Quanh bàn thờ thần tài cũng có nhiều chi tiết khá thú vị khi xét dưới góc nhìn của phong thủy. Đó là vào buổi sáng sớm, khi các hộ kinh doanh thực hiện nghi lễ cúng thần tài ông địa thường cúng kèm theo một đĩa tỏi có 5 củ tươi nguyên, đẹp đẽ hay nhiều khi là cả một bó tỏi trụm nhau. Họ cho rằng tỏi giúp ông địa có phương tiện để bài trừ các đạo trích, vong binh ám muội. Mẹo thờ thần tài này hết sức đơn giản mà hiệu quả lại bất ngờ. Quý vị có thể áp dụng hàng ngày mà không cần quan tâm đến khung giờ giới nghiêm như nhiều thủ tục thờ cúng khác. Chúng ta đã không còn xa lạ với việc thờ cúng thần tài, nhưng không phải ai cũng hiểu rõ về nguồn gốc của việc thờ cúng này. Vậy thì Phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với các bạn ngay sau đây. Nguồn gốc tục thờ thần tài. Theo tiến sĩ Đinh Đức Tiến, khoa lịch sử, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thì có ít nhất hai câu chuyện được dân gian lưu truyền lại về nguồn gốc của tục thờ cúng thần tài và ngày vía thần tài. Câu chuyện theo truyền thuyết từ xa xưa. 1. Thần tài là vị thần sống trên trời, nhưng trong một lần xuống hạ giới do uống rượu say, đầu va vào hòn đá nên không nhớ mình là ai. Tượng thần tài thường được để ở nơi có nhiều bụi bởi theo quan niệm dân gian, chính bụi bặm sẽ đem lại tiền tài. Trong quá trình lưu lạc dưới nhân gian, quần áo thần tài mặc trên người bị người dân đem đi bán. May thay, khi thần tài đi lang thang ăn xin thì được một người cửa hàng bán gà vịt mời thần tài ăn. Từ đó cửa hàng này đông nghịt khách. Được một thời gian, người bán hàng thấy thần tài chẳng làm gì mà suốt ngày được ăn uống ngon, lại toàn dùng tay ăn bốc, người thì bốc mùi. Nghĩ thần tài sẽ làm cho khách sợ, không dám đến ăn mà hao phí đồ ăn cho người ăn mày, nên người bán hàng mới đuổi thần tài đi. Quán đối diện thấy vậy, liền mời thần tài vào ăn. Kỳ lạ thay, mọi người lại kéo hết sang quán này ăn. Người dân khu vực đó thấy thần tài không có quần áo mặc nên dẫn đi mua. May mắn thay, thần tài lại tìm lại được đúng quần áo của mình. Sau khi mặc quần áo, đội mũ nón thì thần tài nhớ lại mọi chuyện và bay về trời. Mọi người coi thần tài như là một báu vật và lập bàn thờ tôn thờ từ đó. Theo một điển tích của Trung Quốc được ghi chép trong Sưu Thần Ký, có người lái buôn tên là Âu Minh. Đi qua hồ Thanh Thảo được thủy thần cho một người hầu tên là Như Nguyệt. Sau khi đem Như Nguyệt về nhà được vài năm thì Âu Minh ăn nên làm ra và trở nên giàu có. Một hôm vào ngày mùng 1 Tết, không biết lý do gì, Âu Minh đánh Như Nguyệt. Cô sợ quá chui vào đống rác ở góc nhà. Vợ Âu Minh không để ý nên vô tình quét nhà, hót luôn cả đống rác có Như Nguyệt bên trong đổ đi. Từ đó về sau, nhà Âu Minh lại nghèo. Người ta đồn rằng Như Nguyệt chính là thần tài và lập bàn thờ từ đó để thờ. Đây là thuyết thứ hai. Nhưng cho dù theo tích nào thì ngày thờ cúng thần tài đều thống nhất là vào ngày mùng 10 Tết, ngày thần tài bay về trời với cầu mong cả năm sung túc tiền tài đầy nhà. Ngoài ban thờ gia tiên, các gia đình buôn bán kinh doanh thường có cả bàn thờ thần tài, ông địa, tức vị thần đem lại tiền tài giàu có cho gia chủ. Dưới đây là cách chuẩn bị đồ lễ và bày trí trên bàn thờ thần tài giúp chiêu tài hút lộc. Cách chuẩn bị bàn thờ thần tài. Khi bày biện bàn thờ thần tài, cần phải lưu ý những thứ không thể thiếu như sau. Ông thần tài đặt bên trái, ông tượng thổ địa đặt bên phải, một bát hương đặt ở giữa lọ hoa đặt bên phải. Hoa cúng nên là hoa cúc, hoa đồng tiền, hoa hồng, đĩa quả tươi đặt bên phải. Ngày cúng thần tài hàng tháng cần phải chuẩn bị 5 loại trái cây khác nhau. Chén, nước, đèn hoặc là nến, đĩa bày đồ lễ.
bàn thờ thần tài đặt ở vị trí sáng sủa, có ánh sáng tự nhiên là tốt nhất. Nếu bàn thờ tối thì có thể thắp thêm đèn cho sáng bên cạnh bàn thờ để tăng thêm những linh khí tốt đẹp. Có thể đặt một chậu cây trồng trên đất xanh tốt quanh năm. Không cần chuẩn bị đồ lễ cầu kỳ, các gia chủ cũng cần phải nhớ văn khấn thần tài để việc thờ cúng được hiệu quả. Văn khấn thần tài để mở hàng vào một buổi sáng như sau. Lạy Thành Hoàng bản cảnh, ông địa thần tài, ông chủ gia bà chủ đất, các phần linh hương khuất mặt khuất mày, các vị tiền chủ hậu chủ, con tên là 3 chấm, niên canh 3 chấm, tuổi 3 chấm, ở tại ngôi gia số 3 chấm, đường 3 chấm, quận 3 chấm, tỉnh thành 3 chấm, Việt Nam quốc, khấn xin Thành Hoàng bản địa, ông địa thần tài chứng minh cho lòng thành tâm khấn vái, xin chư vị cho con được 3 chấm, lời khấn để xin điều gì đó. Mọi việc vuông tròn, con xin được hậu tạ 3 chấm, hứa hẹn tạ lễ. Con xin Thành Hoàng bản địa, ông địa thần tài, ông chủ gia, bà chủ đất, các phần hương linh chư vị, tiền chủ hậu chủ chứng giám, cho lòng thành khấn vái, kính bái. Khấn xong, vái hoặc lạy ba lạy. Những điều cần lưu ý khác khi thờ thần tài. 1. Nên giữ lại gạo muối sau khi cúng, chứ tuyệt đối không nên được giải ra ngoài. Phần rượu nên đứng ra ngoài cửa tưới vào nhà với hàm ý đem lộc vào nhà. Bánh kẹo hoa quả nên chia cho con cháu, người thân trong nhà, không được chia cho người nghèo, người ngoài, kẻo mất lộc. 2. Cấm kỵ việc cho chó mèo quấy phá, làm ô uế bàn thờ thần tài. 3. Chọn nơi sạch sẽ nhất để đặt bàn thờ thần tài. Nên thường xuyên tắm rửa cho hai ông bằng nước hoa bưởi hoặc nước hoa, rượu. Vào những ngày trời mưa to, nên đặt ông thần tài ông địa vào trong chậu sạch, cho tắm mưa ngoài trời khoảng 15 phút, sau đó đưa vào nhà lau khô, xịt nước thơm và thắp hương cầu khấn sẽ rất linh nghiệm. Sau khi lập bàn thờ, nên thắp hương liên tục trong 100 ngày để bàn thờ tụ khí, không được phép tắt nến, đèn ở bàn thờ kẻo thiếu ánh sáng, thánh thần khó lòng tìm đến. Trong 100 ngày, không nên thay nước mỗi ngày. Mỗi khi cần xin điều gì đó, thắp 3 nén hương cắm theo hàng ngày. Vào ngày rằm hoặc mùng 1 Tết thì thắp 5 nén hương theo hình chữ thập. Vào ngày 23 tháng Chạp âm lịch thì rút chân hương hóa vàng. Sau khi hóa vàng, nên đổ một ít rượu vào cho. Khi thờ cúng thần tài, các gia chủ cần lưu ý không phạm phải một số sai lầm dưới đây để tránh hao tài, tổn lộc. Lỗi chọn hoa quả cúng thần tài. Để tiện cho việc thắp hương, nhiều nhà chọn bày hoa quả giả song song với hoa quả thật trên bàn thờ, cốt là để hoa quả giả bày quanh năm. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy, việc này hoàn toàn sai lầm. Riêng hoa cúng thần tài không nên dùng hoa giả, cần phải mua hoa tươi, có nụ, có hương thơm càng tốt. Quả cũng không nên dùng quả giả, quả nhân tạo không ăn được nên cúng thần tài bằng hoa quả tươi ngon. Khi đã thắp nhang và hoa quả xong, nên dọn trong ngày, không nên để qua ngày tiếp theo. Sử dụng đèn nhấp nháy, không sử dụng đèn nhấp nháy trên bàn thờ thần tài tại vì chúng tạo ra trường khí xấu, ảnh hưởng đến tài vận của gia chủ, nên sử dụng đèn dầu hoặc nến để thắp bàn thờ thần tài là tốt nhất. Không để đèn bàn thờ thần tài bị tắt, ngọn đèn thờ trên bàn thờ được ví như là một ngọn hải đăng, dẫn lối các vị thần giáng trần. Vì vậy, trong quá trình thắp hương không được để đèn thờ bị tắt hay quên không thắp đèn thờ. Quý vị thân mến, từ xưa đến nay người dân Việt Nam ta vẫn thường đề cao quan niệm có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Vậy nên trong tất cả mọi chuyện có liên quan đến tâm linh như là thờ cúng đều cần hết sức cẩn thận để tránh không phạm phải những sai lầm đáng tiếc. Đối với việc thờ cúng thần tài cũng không phải là ngoại lệ. Các gia chủ cũng cần phải chú ý đến cách bài trí bàn thờ sao cho thuận phong thủy, đúng nguyên tắc thì vận khí mới được hanh thông. Công danh sự nghiệp cũng theo đó mà suôn sẻ gấp bội. Không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau nhé. Cách bài trí bàn thờ thần tài. 1. Vị trí đặt ông thần tài bên trái hay bên phải. Ông thần tài mà từ bên trái hay bên phải, theo quan niệm dân gian, thần tài là biểu tượng cho tài lộc và may mắn. Vị thần này chịu trách nhiệm cai quản tiền vàng châu báu trong nhân gian. Vị trí thích hợp nhất để đặt thần tài ở góc nhà, chứ không phải đặt cùng bàn thờ ông công hay gia tiên. 2. Bốc bát hương thần tài cần những gì? Trong cách bài trí bàn thờ thần tài thổ địa thì bát hương là vật dụng không thể thiếu trên bàn thờ thần tài. Bát hương được đặt ở vị trí trang trọng như trung tâm bàn thờ. Việc thay và bốc bát hương phải đảm bảo các thủ tục nhất định.
Theo phong tục dân gian, gia chủ nên chọn loại nến thơm có mùi hương dễ chịu, an toàn để bài trí, tăng thêm sự đẹp mắt, dễ chịu cho không gian. Lọ hoa, theo nguyên tắc, lọ hoa được đặt ở bên phải, người ta thường sử dụng hoa cúc, hoa đồng tiền, hoa hồng để dâng lên các ngài. Trái cây, cách bài trí bàn thờ thần tài quy định, đĩa trái cây được đặt ở bên trái. Theo phong tục tập quán của người Việt, khi trưng bày, người ta thường dùng mâm ngũ quả từ các loại trái cây tươi ngon, đẹp mắt với kích thước và màu sắc khác nhau để tăng thêm tính thẩm mỹ. Ông cóc thiềm thờ. Ông cóc thường được đặt ở vị trí cạnh mâm ngũ quả. Tuy nhiên, gia chủ cần lưu ý, buổi sáng nên quay cóc ra hướng phía cửa, còn khi trở về nhà thì quay hướng cóc vào trong. Điều này mang ý nghĩa phong thủy rất tốt. Cóc nhà tiền sẽ mang lại tài lộc và tiền tài đến cho gia chủ. 3. Hướng đặt bàn thờ thần tài đúng phong thủy. Cung thiên lộc. Trong ngũ hành, cung thiên lộc là vị trí đẹp để đặt tượng thần tài. Giúp tăng vận khí, nó là một trong những cung đại cát mang lại may mắn tiền bạc cho gia chủ. Nó không chỉ giúp các thành viên trong gia đình thăng quan, tiến chức, thành công trong sự nghiệp mà còn thông minh sáng láng và có sức khỏe tốt. Cung quý nhân, theo quan niệm dân gian, quý nhân thiên ất là vị thần linh thiêng, chí tôn, đứng đầu trong các thần. Những người được quý nhân phù trợ nhất định sẽ luôn gặp chuyện lành, tính tình thông minh, nhanh nhẹn, dung mạo đẹp đẽ. Quý nhân là cung tốt, vì vậy có thể dễ dàng chọn cách sắp xếp bàn thờ thần tài đặt như cửa chính, cửa phụ bàn thờ hay là phòng ngủ. Tuy nhiên, để tỏ lòng thành tuyệt đối, không đặt cung này ở phòng tắm hay vệ sinh, điều này sẽ gây họa khiến cho các thành viên trong gia đình gặp điểm không tốt. 4. Lưu ý về bàn thờ thần tài cần có những gì? Bàn thờ thần tài phải hướng ra cửa lớn. Trong cách bài trí bàn thờ thần tài, nên đặt bàn thờ đặt ở cửa chính, hướng vị trí quan khách ra vào. Tuy nhiên, do đặc tính khu vực này thường xuyên có người qua lại, tập trung nhiều ánh mắt tò mò của mọi người bên ngoài. Vì vậy, gia chủ nên chú ý đến cách bố trí các phòng trong nhà theo phong thủy và đặt bàn thờ cạnh chậu cây cảnh hay tủ kệ để che bớt sự hiếu kỳ của người ngoài. Không được phép thờ chung với tượng Quan Âm. Quan Âm là đại diện cho sự lương thiện tốt lành trong Phật giáo, trong khi các thần tài quan đế là các anh hùng dân gian chuyên trừ kẻ xấu, tà ma, hung ác. Vì vậy, để tượng Quan Âm chung với bàn thờ thần tài là điều không thỏa đáng. Bên cạnh đó, gia chủ cần phải thường xuyên thắp hương vào buổi chiều hàng ngày. Đây là nghi thức thỉnh thần về ngự trên bàn thờ phù hộ cho gia đình. Ngày vía thần tài vô cùng quan trọng với doanh nhân, thương nhân. Đây không chỉ là ngày cảm ơn thần tài đã phù hộ cả một năm qua, mà còn là ngày mong đổi vía, lấy vía thần tài để phù hộ cho gia chủ một năm làm ăn sung túc. Vậy, ý nghĩa ngày vía thần tài là gì? Vào ngày mùng 10 Tết, ngày vía thần tài, mọi người thường đi mua vàng để cầu một năm có nhiều phúc lộc, sung túc. Mua vàng chính là hình thức tâm đức cốt lõi. Ngày nay, việc mua vàng ngày vía thần tài còn mang ý nghĩa tâm linh rất lớn đối với người làm ăn, buôn bán. Thậm chí có nhiều người coi đây là dịp mua vàng quan trọng nhất năm, không thể bỏ qua để cầu may mắn, cầu cho tiền tài của cải, sẽ được thần tài phù hộ cho sinh sôi nảy nở trong suốt một năm mới kéo dài. Cũng bởi vì thế nên mới có trường hợp nhiều người tích tiền cả năm chỉ để mua vàng vào ngày này. Tuy nhiên, không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, việc mua vàng đầu năm cũng được coi là một hình thức tiết kiệm của người Việt Nam. Trong tâm lý, thói quen của người Việt, vàng vẫn được coi là kênh đầu tư và giữ tiền an toàn nhất. Hầu như trong mỗi gia đình, được coi là đủ điều kiện thì đều có một vài chỉ vàng dắt lưng để phòng khi cần chi tiêu. Bên cạnh đó, với nhiều người, mua vàng đầu năm nhằm giúp tiết kiệm, tránh lãng phí sau thời điểm ăn Tết chi tiêu thả ga. Thưa quý vị, trên đây là cách bài trí bàn thờ thần tài, chuẩn phong thủy, rước tài lộc may mắn vào trong nhà. Và hy vọng rằng với những thông tin này sẽ giúp cho gia đình của bạn luôn ấm êm, hạnh phúc, gặp nhiều thuận lợi trên con đường công danh sự nghiệp. Rất cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo. Và trước khi rời đi thì quý vị vui lòng hãy đăng ký kênh nhé!